chào các bạn. Như lần trước mình giới thiệu xe đạp 4 bánh tự chế, thì hôm nay mình sẽ đi vào làm chi tiết. Trước khi mình đi vào làm chi tiết, mình giới thiệu một số bộ phận của xe. Các bạn có thể là tham khảo và chuẩn bị trước. Trước tiên là mình mua 4 quả bánh. Bánh hơi. Cái này bánh hơi nha. Và đường kính của bánh mình chọn loại 25 phân và bản rộng 8 phân. 4 quả bánh như thế này. Mình cần 4 cái trục. Đấy, trục của nó đây. Cái này ở chỗ mình không có máy tiền nên mình cắt từ con bô lông ra. Các bạn mà có máy tiền thì nên tiền để nó chuẩn hơn, chính xác hơn. Mình cần ba cái trục ngắn như thế này và một cái trục dài. Dài đây, dài này nó nằm ở phía sau, trục ngắn thì mình làm ở cánh trước. Trục dài của mình có chiều dài là 40 phân. Trục này mình một đầu là mình gắn líp cố định. Líp này mình đã làm chết cố định. Cái này đến khi mình có thể là đạp tiến và đạp lui. Không phải như ở xe đạp của mình, cái này xe đạp 4 bánh này mình phải có tiến và lui. Và mình cần thêm 3 ổ bi như thế này. Trong ổ bi mình lắp hai ổ. Cái này mình làm hơi lỏng. Cái này mình chết sau. Các bạn có thể là tiền đi tiền nên làm chuẩn xác hơn. Phần trục sáu của bánh xe, trục dài 40 cm và hai ổ bi. Phần ổ này mình sẽ làm, sẽ để han phần khung xe vào ổ này. Phần này cũng han vào khung xe để giữ. Mình làm hơi lỏng, các bạn có thể là đi tiền để nó đạt độ chính xác cao hơn. Và tiếp theo là bộ phần bàn đạp, càng dựa. Bộ phận này mình cắt ra từ chiếc xe đạp cũ và mình hàn vào cái bát như thế này. Có hai lỗ hai đâu. Các bạn nên chọn loại xe đạp mini, xe đạp nhỏ vì nó có càng này nó ngắn. Còn có loài thì nó dài quá. Các bạn nên chọn loài càng ngắn như thế này. Cái này mình mua ở Đông Nam, đang sai tốt.
Tiếp theo là bộ phần câu trượt. Thì mình cần hai cái chữ như thế này. Nên mình cắt từ cái u ra. Chiều dài của nó là 12 phân. Mình khoan một lỗ, hai lỗ hai đầu và một lỗ ở gần cuối. Đấy, cái này mình làm sẵn được đấy. Mình khoan lỗ này để đục cái trục này vào và hàn hai đầu chặt. Đó là bộ phần câu trượt. Và mình dùng một cái bàn khoảng hơn 1 để làm câu trượt bộ phần đánh lái. Mình ham vào đây, nó có thể xoáy như thế này. Cái này mình sẽ đi vào làm chi tiết cho các bạn thấy rồi. Tay lại, cái này mình có sẵn, các bạn có thể uống như thế này. Và bộ phần tiếp theo là thanh răng. Thanh răng này dùng để đánh lái. Và đến lượt phần khung xe, mình dùng hộp vuông 3, dài 1m2. Hộp này hộp vuông 3 nhé. Độ dài của nó là ly 2. Và cần thêm 4 phúc ống phi âm 1. Chiều dài của nó là 80 phân. Hai cái này mình dùng để làm câu trượt. Hai cái này dùng làm câu sáu. Thì nhà mình sẽ đi uốn, uốn cong vào là để làm câu trượt. Đấy, làm câu trượt của xe. Làm câu trượt của xe. Và cái thanh răng này là làm tay để đánh lái. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào làm chi tiết hàn hình gã và uốn các bộ phận của xe. Các bạn chú ý theo dõi nhé.